Thằng con hư. Chị Hương, đợi đã. Tôi vừa gom cho chị được một thùng toàn lon nước ngọt không này. Hễ nhà có tiền lại nghĩ đến chị ngay à. Chị chở cẩn thận nhé. À, bà chủ thật tốt bụng, lần nào cũng nhớ đến tôi. Để tôi gửi lại tiền cho bà nhé. Thôi thôi, chị cứ giữ đi còn lo cho mấy đứa nhỏ. Đâu, năm này nó cũng vào lớp 1 rồi phải không? Nhưng mà tôi thấy ngại lắm. Bà chủ đã không lấy tiền của tôi mấy lần rồi. Đã vậy, bà còn tốt bụng mời tôi uống nước nữa. Thế này, tôi lấy một phần để chị đỡ ngại. Phần còn lại xem như tôi cho cháu Tiên mua tập sách nhé. Cảm ơn bà chủ. Chắc bé Tiên sẽ vui lắm. À mà nè, nói tập mới nhớ, hôm bữa ông nhà tôi đi công tác được tặng cả thùng tập đây này. Hay chị vào nhà lấy mấy chồng về cho bé Tiên nha. Nhưng mà tôi... Thôi, cô cứ vào đi, không phải ngại. Cẩn thận bà chủ. Cảm ơn con. Dạ đây, con xách cho. Sao mẹ lại vất vả xách nặng như thế làm gì chứ? Con đã bảo mẹ đừng kết thân với mấy người nghèo rồi mà. Tôi cảm ơn cậu chủ. Mau lấy tập rồi đi đi. Đừng thấy mẹ tôi hiền rồi lợi dụng đục khoét nha. Mấy người nghèo như cô suốt ngày lợi dụng tình thương của người khác. Ngoài kia tôi thấy đây, cô còn nhìn cái gì chứ? Lấy tập nhanh lên rồi biến giùm đi. Chướng mắt quá. Con nói cái gì thế Tâm? Xin lỗi cô Hương ngay. Người nghèo cũng cần được tôn trọng, con có biết không hả? Nghèo thì con nói nghèo chứ. Mẹ cho tập đã quý lắm rồi, còn đòi gì nữa chứ. Con thấy nghèo chẳng có gì phải tôn trọng cả, khi suốt ngày họ chỉ lợi dụng người khác mà chuộc lợi thôi. Con thật là quá đáng. Bà chủ, tôi cảm ơn và xin lỗi cô. Mẹ tôn trọng người nghèo mà lại đánh con sao? Rồi mẹ sẽ hối hận cho coi. Lan, sao thế con? Tâm, con ngồi xuống với ông. Dạ, ông ngoại. Nay con đi chơi có vui không? Dạ, vui chứ ạ. Nay con đi hết 2 vũ trường lớn nhất thành phố. Được ăn uống thả ga trên sân thượng, tất nhiên là phải vui rồi. Con có biết vì sao ông ngoại thích uống trà không? Dạ, sao ạ? Chắc vì nó ngon thôi ạ. Không hẳn thế đâu con. Vì bản thân ấm trà và thách trà đều có câu chuyện của nó. Con có muốn nghe chúng kể chuyện không? Dạ, ông nói sao? Ấm trà thách trà mà kể chuyện được à? Con nhìn xem, ấm trà tượng trưng cho sự cho đi. Lúc nào cho trà vào thách, ấm luôn ở vị thế cao hơn, nhưng nó đều cúi đầu. Nó nghiêng người trước thách, vì đơn giản nó tôn trọng thách. Nghèo hay giàu chỉ là sự phân chia của xã hội thôi. Kẻ trên người dưới cũng chỉ là quan điểm nhìn nhận của mỗi cá nhân. Và quan trọng hơn, dù họ có nghèo hay giàu, có ở trên hay ở dưới đi nữa, thì họ cũng cần được tôn trọng mà. Khi đứng vai trò là người cho, nhưng con biết tôn trọng người nhận, thì sự cho đi của con sẽ có ý nghĩa. Người nhận sẽ trân quý và gìn giữ nó hơn. Vậy mà con lại... Ông biết, khi nãy con đã nói dối. Ông nhận ra điều đó trong ánh mắt của con. Hôm nay con đi chơi nhưng chẳng vui vẻ gì. Con cũng giống như cái tách trà này vậy. Sao? Con mà giống chiếc tách sao? Bản thân tách muốn nhận trà, trước tiên tách phải trống. Nếu tách đã đầy rồi, sẽ chẳng bao giờ nhận được lượng trà thơm tho nữa. Cũng giống như bản thân con, khi muốn nhận lại chuyện gì, trước hết tâm con phải trống. Ông biết bản chất con không phải là người xấu và thiếu suy nghĩ. Khi con cứ để tâm mãi về chuyện mẹ đánh mình, về chuyện mình đã đối xử tệ với người khác, thì làm sao con đón nhận được những cuộc vui đây? Nếu con thật sự muốn đón nhận mọi thứ, con hãy làm mình trống trước đã. Chuyện con đã làm không thể sửa đổi được nữa, nhưng con hãy thử sửa chữa những lỗi lầm, làm những gì mình nên làm để bản thân con cảm thấy thanh thản hơn. Này mẹ con đợi con đến khuya. Ông nghĩ chỉ khi con về, mẹ mới có thể yên tâm đi ngủ thôi. Con biết mình nên làm gì rồi. Giờ con mới biết ấm trà và thách trà có thể kể chuyện được.
thậm chí là chuyện rất hay. Con cảm ơn ông. Con xin lỗi cô Hương vì hôm qua đã nói những lời không hay với cô. Cô tha lỗi cho con nha cô. Cậu chủ, tôi không có trách cậu đâu mà. Cô Hương nè, khuya hôm qua con đã xếp lại chồng tạm gọn gàng rồi. Cô giữ cho bé Tiên nha cô. Tôi cảm ơn cậu chủ. Con trai mẹ lớn thật rồi. Viên ngọc ước của quạ. Ngày xưa có một anh chàng trẻ tuổi tên là Đê. Nhà anh nghèo khó, cha mẹ phải cho đi ở tại một nhà lão trọc phú. Lão trọc phú bắt anh phải làm rất nhiều việc. Anh Đê phải làm việc quần quật suốt ngày đêm không ngừng nghỉ. Ban ngày anh phải đi chăn trâu tận đồng xa. Tới tận tối mịt khi đàn trâu no cỏ mới được trở về nhà. Một hôm ngày mùa, vì quá mải mê cắt cỏ, anh đã để lạc mất một con trâu. Một con, hai con, năm con. Thôi chết rồi các em ơi, con trâu của anh đâu rồi? Mau đi tìm trâu giúp anh Đê đi. Con trâu đi lạc mất rồi, khéo lại ăn lúa nhà ai đó. Trời ơi, phen này thì chết thật rồi. Bọn em đã tìm khắp đồng rồi mà chẳng thấy trâu của anh đâu cả. Thôi rồi, chắc chắn là trâu của anh Đê bị kẻ trộm bắt đi rồi. Chứ nó có thể trốn ở đâu được cơ chứ. Trời ơi là trời, về nhà ông chủ sẽ đánh chết mình mất thôi. Không biết phải làm gì, bọn trẻ đứa nào đứa nấy dẫn trâu của mình về nhà. Chỉ một mình Đê ở lại vật vã kêu trời khóc đất. Khóc một hồi lâu rồi ngủ quên. Lũ quạ chết tiệt này, dám nghĩ ta là xác chết mà xà xuống đây mà. Ta sẽ cho chúng mày biết đây. Bắt được rồi. Xin anh hãy tha cho tôi. Hả? Một con quạ biết nói ư? Làm sao ta có thể tha cho một kẻ định ăn thịt ta được chứ? Xin ngài tha cho tôi. Tôi sẽ biếu ngài một vật quý. Hả? Vật gì? Đưa đây cho ta xem. Nói rồi, quạ nhả từ trong miệng ra một viên ngọc sáng lấp lánh. Đây là viên ngọc nhỏ nhưng quý nhất thế gian. Ngài muốn cầu xin việc gì sẽ có ngay vật đó. Vậy sẵn ta đang mất con trâu, thử cầu xem có hiệu nghiệm chăng. Ngọc, ngọc, ta muốn được một con trâu thay cho con vừa mới mất. Đúng là một viên ngọc thần. Được rồi, ta tha chết cho ngươi. Ngọc, ngọc, ta muốn có một tòa phủ đệ lộng lẫy và giàu có. Tự nhiên, anh không thấy mái nhà tranh lụp xụp của bố mẹ nữa. Thay vào đó là một ngôi lầu cao ngất, mái ngói tường hoa, cột kèo chạm trổ tinh vi. Đặc biệt là trong nhà, mọi thứ bày biện rất sang trọng, kẻ hầu người hạ nhộn nhịp, ngoài vườn cây cối tùm. Trước sân hoa thơm cỏ lạ không thiếu thứ gì. Đê chưa bao giờ thỏa thích đến như vậy. Thật là một viên ngọc thần kỳ, hiếm có thế gian. Vậy mình phải ước thật nhiều mới được. Ngọc, ngọc, ta muốn có một người vợ xinh đẹp. Hãy đi cùng với ta, ta dẫn anh đến coi mắt con gái trưởng giả xinh đẹp nhất trong vùng. Trưởng giả đang lác mắt về sự giàu có của anh. Nếu anh muốn, tôi sẽ lo liệu chu toàn và nhanh chóng để cho anh và nàng kết duyên cùng với nhau. Thật vậy sao? Vậy thì còn chần chừ gì nữa, chúng ta đi ngay thôi. Quả như lời mụ mối nói, không đầy một tuần, cô gái tuyệt sắc nọ đã trở thành vợ của anh. Nhưng anh đâu có ngờ vợ mình lại là một người xấu bụng. Lấy chồng, nàng chỉ muốn giúp bố nàng khám phá cho ra cái bí quyết làm giàu nhanh chóng của chồng. Giờ chúng ta đã là vợ chồng rồi, anh nói cho em biết đi mà. Làm thế nào mà anh có thể giàu lên nhanh chóng như vậy hả? Nàng đừng tò mò nhiều quá, đó là tiền lao động tích cóp của ta và mẹ thôi. Em chẳng tin đâu. Làm sao mà một người nghèo khố rách áo ôm như anh lại giàu lên bất thường như vậy được chứ? Em mới nói cái gì? Đâu có. Em có nói gì đâu. Rồi ta sẽ tìm cho ra bằng được. Tất cả của anh rồi sẽ phải về tay cha của ta thôi. Hôm nay em mua được mẻ rượu ngon nên nấu nhiều món ngon cho anh đó. Nào, để em rót cho anh nha. Một hôm, vợ Đê mua rượu phục vụ cho chồng uống say bí tỉ.
trong cơn say, anh quên hết mọi việc. Có gì bí mật đều phun ra cho vợ biết cả. Nhè lúc Đê nằm mê man, người vợ bèn lấy trộm viên ngọc rồi lén về nhà trưởng giả. Em ơi, quái lạ, đi đâu rồi chứ? Thôi chết rồi, viên ngọc đâu rồi? Trời ơi, chắc chắn là vợ mình đã lấy mang đi rồi. Ngọc nào, ta không hề biết đến viên ngọc thần kỳ mà ngươi nói. Chắc vợ con nhân lúc con ngủ say mà lấy mang về nhà, xin cha trả lại cho con đi. Này, ngươi dám trí trá về viên ngọc thần kỳ, rồi còn đổ cho con gái ta thói ăn trộm đấy hả? Còn không mau cút về, ta lại cho một trận bây giờ. Vừa mất ngọc, lại vừa mất vợ, Đê buồn quá đỗi, thất thểu ra về. Qua một ngôi đền, anh ghé vào nghỉ chân. Làm sao con lại khóc? Đê kể lại đầu đuôi câu chuyện cho vị thần nghe, không giấu giếm một tí gì. Con đừng buồn, ta sẽ bày cho con một cách lấy lại vật quý. Con hãy mang bông hoa trắng này gài vào cửa nhà trưởng giả. Nếu lão ta lấy cắp ngọc của con, tất sẽ bị trừng trị. Lúc đó con sẽ dùng bông hoa đỏ để lấy lại viên ngọc. Con xin cảm ơn ngài. Theo đúng lời thần dặn, Đê bèn đem bông hoa trắng lén đến gài ở cửa sổ nhà trưởng giả, chỗ buồng của vợ, rồi nấp vào một gốc cây chờ đợi. Quái, làm sao lại có thứ hoa thơm kỳ lạ như vậy? Cha mẹ ơi, vào đây mà xem này, có một loài hoa thơm lạ lắm. Đúng là thơm lạ thật á. Ôi trời ơi, cái hoa này có ma, mũi của con làm sao thế này? Ôi trời ơi. Ba người nhìn nhau vô cùng hoảng sợ, vì thấy mũi của người nào người ấy không ngừng nhô thêm mãi. Ôi trời ơi, xấu hổ quá, trông như cái vòi vôi. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Trời ơi. Trời ơi là trời, cái mũi của tôi. Cái đó không có gì lạ, nói cho việc lấy trộm ngọc của vợ tôi mà ra. Nếu trả lại viên ngọc ấy cho tôi sẽ có phép làm cho mũi ngắn lại như cũ. Anh ơi, ngọc của anh đây nè, em sai rồi. Tất cả vì em tham lam nên lầm lỡ. Xin anh hãy rộng lòng tha cho em và giúp nhà mình khỏi cái mũi dài này đi anh. Nếu mọi người còn dám làm như thế này một lần nữa, ta sẽ trừng phạt đáng sợ hơn thế này. Sẽ không bao giờ có lần thứ hai đâu. Hãy cứu mọi người đi con ơi. Đê bèn đưa bông hoa đỏ ra cho họ ngửi. Chỉ trong chốc lát, cái vòi dần dần co lại cho đến khi mũi trở lại nguyên hình như xưa. Hết rồi, hết thật rồi, mũi của chúng ta đã trở lại như xưa rồi. Thật là may mắn quá. Trước sự thành khẩn của vợ, Đê đưa vợ về. Hai vợ chồng từ đó sống với nhau hòa thuận, vui vẻ. Đê dùng viên ngọc thần kỳ để giúp đỡ bà con xóm giềng nghèo khó. Ai ai cũng yêu quý vợ chồng Đê. Về sau, khi Đê già nằm trên giường bệnh, con quạ đã đến. Đê vui vẻ trả lại viên ngọc ước cho con quạ năm nào. Gái quê. Thôi, em về đi. Mới sáng sớm đã dậy ra đây làm gì? Hôm nay là ngày thi cuối cùng. Cả tháng này em lúc nào cũng thức khuya dậy sớm vì anh. Như vậy, lỡ ốm ra thì sao? Em không sao cả. Anh cầm theo ăn sáng đi. Thôi, em ăn đi. Sáng u dậy thổi sôi cho anh rồi. Không biết đâu, anh cầm lấy đi. Thôi được rồi, em về đi, anh đi nha. Thời gian sau. Nết, em ơi, sao giữa trưa rồi em vẫn chưa nghỉ, còn cố ngồi dệt làm gì? Em không có sao hết á. Anh thông báo cho em tin vui đầu tiên nha. Anh đỗ đại học rồi. Hả? Anh đỗ rồi sao? Tuyệt quá. Đúng vậy. Em sẽ may cho anh chiếc áo mới để anh đi học. Nhất định trông anh sẽ sáng sủa nhất trường luôn. Em à, em đã vì anh mà phải chịu khổ nhiều rồi. Sau này khi học xong, có công việc tốt, anh nhất định sẽ sang xin phép bố mẹ em để được đón em về làm vợ. Lúc đó em sẽ không bao giờ phải dệt vải hay làm việc gì vất vả nữa. Anh sẽ chăm lo cho em cả cuộc đời. 5 năm sau.
Này Minh, cậu lại có thư này, gớm nữa. Thư của người yêu hay sao mà đều đặn thế, tháng nào cũng thấy gửi. Đâu có anh, của mẹ em nhà gửi đấy. Chứ thời đại nào rồi mà còn gửi thư tình hả anh? Ừ, anh nói vậy thôi, không trúng thì thôi. Mà bữa tiệc cuối tuần này ở nhà sếp, chú nhớ đến đúng giờ đấy nha. Nói nhỏ cho chú biết là chưa từng có tiền lệ nhân viên mới nào được mời đến dự tiệc ở nhà sếp như chú đâu. Chắc hẳn là sếp chấm chú cho con gái cưng của sếp rồi. Dạ, chắc không phải vậy đâu anh. Anh cứ đùa em. Tôi rảnh mà đùa với chú à? Nói gì thì nói, chứ chú thanh niên thật thà, chăm chỉ lại tài năng như chú, thì đến tôi còn quý chứ nói gì ai. Nhớ đừng làm sếp thất vọng. Con đường sau này của chú đảm bảo cứ nhẹ tên tựa lông hồng nha. Anh xa nhớ, đã lâu rồi anh không liên lạc gì khiến em thấy rất lo. Anh có khỏe không? Em ước gì được ở bên anh lúc này để có thể hỏi han, quan tâm và chăm sóc cho anh, cũng như nấu cho anh món canh chua mà anh thích. Khoảng cách chúng mình giờ xa quá, em chỉ biết gửi đến anh nỗi nhớ cùng tình yêu dạt dào của em. Cảm ơn Hà đã đưa anh về. Ba em đã chiếu cố mà anh đến dự tiệc rồi, lại còn để em đưa anh về thế này. Anh thật ngại quá. Có sao đâu anh, ba em có vẻ quý anh lắm, cứ kể về anh suốt à. Ba còn dặn em đưa cho anh mấy cái áo sơ mi mới kia cho anh nữa kìa. Chút anh nhớ cầm lấy về nha. Đến đầu ngõ kia cho anh xuống nha. Anh ở trong đó, anh tự đi vào, chứ xe ô tô không vào ngõ được đâu. Vâng, mà bây giờ vẫn còn sớm mà. Anh có muốn đi uống ly cà phê trước khi về nhà không? Ừ, nếu em không phiền. Trời ơi, sao em lại lên đây thế này? Sao anh phải đi làm về muộn thế này ư? Anh có khỏe không? Anh đã ăn gì chưa vậy? Trông anh gầy đi rồi nè. Em không phải mẹ anh, sao cứ quan tâm thế làm gì? Phiền lắm. Anh khác tự biết lo. Nhìn em xem, đêm hôm rồi còn ở đây thế này bao giờ? Đi về đi. Mấy tháng nay em gửi thư mà không thấy anh hồi âm gì, cũng không thấy anh về. Em lo cho anh nên mới lên tìm. Mà em may cho anh thêm mấy chiếc áo mới này nè. Trời ơi, em không phải lo, phiền quá đi. Em nhìn bộ dạng em xem, quê chết đi được. Chiếc áo này cũng quê chết đi được, ai thèm mặc nữa chứ. Thôi, mai mà em đến muộn thế này, chứ mà em phát bộ dạng này qua công ty của anh thì anh đến bỏ việc vì em mất. Thôi, em về đi, về đi. Mai anh còn phải đi làm nữa. À, anh Minh. Một tháng sau. Nè, nghe nói thằng Minh nhà bà Vũ sắp cưới được tiểu thư nhà đại gia trên thành phố đó nha. Cái gì? Thằng Minh với con nết cuối làng quen biết nhau từ thời còn đi học. Chẳng phải chúng nó sắp lấy nhau hay sao? Cái nết mấy năm nay bao đám đến hỏi mà vẫn chờ đợi thằng Minh còn gì. Trời ơi, thằng Minh lên phố học, giờ lại công ăn việc làm đàng hoàng, đời nào mà dòm ngó mắt đến gái quê nữa bà ơi. Nó sắp lấy con bé trên thành phố rồi á. Nhà bà Vũ đang tất bật chuẩn bị mai kia đón con dâu tương lai về chơi nữa kìa. Đúng rồi, mấy hôm nay nhà bà Vũ cứ tất bật chuẩn bị suốt à. Gớm, khổ thân con bé nết à, chờ đợi là vậy. Ấy thế mà. Nhà bà Vũ may nhờ có thằng Minh ăn học tử tế, giờ lại sắp có con dâu, gia đình khá giả trên thành phố rồi. Đúng là số sướng quá bà ha. Mày không phải buồn bã, thất vọng làm gì? Thứ đàn ông bội bạc như vậy không xứng đáng đâu. Chuyện này tao cũng sớm biết rồi. Mày yên tâm, tao quên hắn ta từ lâu rồi. Thật không vậy? Trong mày vẫn buồn lắm á. Thật mà, tao không có sao hết á. Thôi, mày về trước đi. Tao ra đồng một chút xem thế nào rồi về sau. Nhớ đừng buồn nữa nha. Hóa ra lòng người lại là thứ dễ thay đổi đến vậy. Thời gian sau. Dạ thưa sếp, nhất định đây là hiểu lầm, không phải tôi làm việc này. Tôi xin thề đấy ạ. Cậu còn giải thích gì nữa, về dọn dẹp và nghỉ việc đi. Ba yên tâm, hợp đồng ký kết với đối tác nước ngoài cũng đã xong rồi. Còn việc đứng tên chịu trách nhiệm sai phạm của dự án 32 năm thì có thần tiên giúp, anh ta cũng không biết là đã bị giăng bẫy đâu ba.
Dạ, con chào ba. Hà à, em nhất định phải nói với ba giúp anh. Việc này không phải là do anh. Mà cho dù có là do anh, thì thời gian qua anh đã đóng góp cho công ty rất nhiều rồi mà. Em hãy nói cho ba bỏ qua cho anh đi. Dù gì thì anh cũng là con rể tương lai của ông cơ mà. Anh đừng có phí lời nữa. Tưởng anh thông minh, được việc, ai dè cũng chỉ là tên vô dụng mà thôi. Anh cũng đừng ảo tưởng cái vị trí con rể tương lai nữa. Anh tưởng cửa nhà tôi dễ bước vào hả? Thật hão huyền. Mời anh ra khỏi phòng làm việc của tôi. Đừng để cho tôi phải gọi bảo vệ. Ra là vậy. Bao năm qua mình chỉ là quân cờ của họ. Được việc thì hứa hẹn đủ lời đường mật. Họ đâu hề có ý coi trọng mình chút nào đâu. Thật tệ bạn. Đi đứng kiểu gì thế? Dẹp đường, đang nói cậu đấy. Cậu đứng gọn vào cho xe còn đi chứ. Hả? Là xe chở đồ trang trí đám cưới sao? Trong làng sắp có đám cưới của nhà ai mà xem chừng lớn vậy bác? Là đám cưới cô Nết ở cuối làng đấy. Hả? Nết? Con bé ấy khéo và giỏi đáo để cơ. Gớm. Ngày trước cứ tưởng đâu là lấy cậu trai làng, nhưng ai về nhà cậu kia theo học trên thành phố, chê cô ấy gái quê mà ruồng bỏ. Được cái cô ấy khéo tay mai dệt nhất làng, tiếng lành đồn xa, có thương nhân về tận nơi đặt cô ấy làm. Giờ cô ấy có xưởng dệt may lớn lắm, cả làng được nhờ. Giờ cô ấy sắp lấy anh chồng thương nhân giàu có rồi. Đúng là ông trời có mắt không phụ người lành. Đấy, cứ chê gái quê đi. Gái quê mà hơn đức ói kẻ học đòi bỏ quê lên phố xa hoa, háo danh háo lợi mà chẳng được việc gì trên đời hết. Hey. Em à, em đã vì anh mà phải chịu khổ nhiều rồi. Sau này khi học xong, có công việc tốt, anh nhất định sẽ sang xin phép bố mẹ em để được đón em về làm vợ. Lúc đó em sẽ không bao giờ phải dệt vải hay làm việc gì vất vả nữa. Anh sẽ chăm lo cho em cả cuộc đời. Hóa ra tất cả là tại mình. Mình chỉ biết trách người khác mà không biết rằng người tệ bạc ngay từ đầu chính là mình. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.